lá nó bị mất màu mọi người, cho nên mình phải đứng im nha. Đó, anh em mà thích mẫu này chọn nha. Mấy dòng này dòng cao cấp nha mọi người, giá thành nó cao nha, chứ không có thấp. Anh em trước khi làm mẫu này phải cân nhắc nha. Mình sẽ báo giá qua bên Zalo á, mình không báo giá qua trên YouTube nha mọi người. Quay lên mẫu để mọi người tham khảo nha. Mọi người thích mẫu này thì liên hệ mình qua số Zalo có trên avatar nha. Mình sẽ cho thợ thi công và ốp lát cho mọi người. Ở trong kho thì rất nhiều mẫu đá, nhưng mà hôm nay mình chỉ quay cái mẫu này để cho mọi người xem thôi và tham khảo thôi nha. Màu sắc rất là đẹp nha. Do mình quay điện thoại lắm lúc bị mất màu mọi người. Rồi anh em nào thích mẫu này thì liên hệ bên mình nha. Rồi bên mình sẽ báo giá và thi công luôn cho mọi người. Bên mình là chuyên nhận thi công nha mọi người.